Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với series thực chiến Frontend Project Blog với API. Ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn mọi người thực hiện cái trang danh mục ha, đó là trang category HTML ở đây. Chức năng ở trong này mình làm, đầu tiên là mình sẽ show ra gì? Các cái thông tin ha, các cái bài viết thuộc về danh mục. Ví dụ nè, mình xem ở thế giới thì nó show ra bài viết về thế giới. Mình xem bên thời sự thì nó sẽ show ra các bài viết về cái thằng thời sự. Rồi, trong trang này thì ngoài cái chuyện show viết ra, mình sẽ xử lý cái vấn đề về phân trang. Đây, như mình thấy đây, đó, mình sẽ có các cái nút là Reverse nè, nút Next nè để chuyển trang nè, hoặc là các cái Item Link vào đây để mình chuyển ra cái trang mình muốn. Ví dụ mình test thử ha, Next. Đây, nó sẽ chuyển sang cái trang số 2. Đó, được tiếp lên luôn. Rồi, Next cái nữa thì chuyển sang cái trang số 3. Rồi, khi mình về lại, ấn Reverse thì nó quay lại trang kế tiếp. À, trang trước đó nhé, sorry mọi người ha. Rồi, đến Reverse cái nữa thì về lại cái trang số 1. Rồi và khi đang ở trang số 1 á, thì lúc này cái nút Reverse này không lít được nha, nó bị listable luôn. Rồi ở trang cuối thì lúc này cái nút Next sẽ bị listable đi và mình sẽ không lít được. Đấy, như thế đây. Rồi và mỗi lần nè, khi mình lít Next, mình chuyển trang hay là Reverse, mình chuyển trang hay mình chọn một cái bay bất kỳ, thì mình thấy nè, ở trên này nó sẽ đồng bộ cái phần giá trị bay lên trên này luôn. Mình đang ở trang số 8 đúng không? Đây, mình đồng bộ cái giá trị lên trên này, chọn trang số 3, nó sẽ được đồng bộ giá trị bay lên. Và khi mình đang ở trang số 3 này, mình F5 cái thì lúc này nó vẫn lót lại cái trang số 3 cho mình. Đó, đồng bộ lên được và mình cũng sẽ lấy được cái giá trị này xuống để mình tiến hành là gì? Mình tiến hành là mình show ra bài viết ở trang số 3, tức là không có bị chuyển vào trang 1 nha. Rồi, và vấn đề tiếp theo nữa là lỡ như trường hợp mình gõ các cái giá trị gì bị sai đây này, ví dụ trường hợp mình bỏ này đi, mặc định mình không truyền bay thì coi như là 1 nha. Và thứ hai là lỡ như người dùng người ta không truyền giá trị này, người ta biết đường link, người ta không có thằng ID thì như thế nào? Bây giờ mình xóa, mình enter. Đó, thì lúc này mình cũng sẽ handle được cái lỗi này và mình chuyển nó về trang chủ chứ không để cho nó bị lỗi ha. Đây, mình vào đây. Mình để là ABC cũng sẽ trường hợp được bị lỗi. Enter cái. Thì lúc này nó sẽ kiểm tra được cái lỗi này và nó chuyển mình về cái trang chủ để không có show ra cái trang trống. Đấy, đây là toàn bộ những chức năng mà mình sẽ được hướng dẫn ha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người ở trong cái phần này. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở cái phần sau. Sau khi chúng ta đã hoàn thiện các chức năng ở phần trang chủ thì bây giờ mình sẽ sang một cái trang mới, đó là cái trang dùng để hiển thị các bài viết thuộc về một danh mục nào đó, chính là trang category.html ha. Trang này dùng để làm gì? Ví dụ mình vào, mình có menu thế giới, thời sự, kinh doanh này. Bây giờ mình click vào thế giới thì mình sẽ muốn là chuyển qua bên cái trang này. Ở trang này mình sẽ show ra các bài viết thuộc về thế giới, hoặc là mình chọn vào danh mục thời sự thì cũng sẽ chuyển qua trang này và sẽ show ra các bài viết thuộc về danh mục thời sự. Đây là trang về danh mục ha. Rồi, về phần template thì mình đã tạo sẵn cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần vào trong cái repo học lập trình online.vn, thư mục C code nvlink, rồi thực chiến frontend project blog, và trong thư mục template ở đây sẽ có một cái file là category.html. Đấy, mọi người sử dụng cái file này để thực hiện cái các bài tập ở trong cái phần này. Rồi, bây giờ quay lại cái bài của mình. Mình mong muốn là ở các cái category này, hoặc là những phần dưới, những cái chỗ nào mà mình đang có hiển thị ra phần category ấy, thì mình có thể gắn thêm cái link để khi mình click vào đây nó sẽ chuyển sang cái trang category tương ứng. Ví dụ mình click vào thế giới qua trang thế giới ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái project của mình. Ở đây mình đã có sẵn một cái file category.html rồi. Mọi người sẽ tạo ra một cái file tương ứng là file category.js. Đấy, công việc đầu tiên ở cái này á là mình sẽ kéo file này vô trước đã ha, rồi mình nói tiếp. Xuống lại. Xuống dưới cùng ha, mình sẽ để nó ở phía trước. Rip. Đây là của template nè, mình sẽ cái riêng của mình ha. .css/category.js. Rồi, ở đây thì mình chắc chắn sẽ gọi API này, nên mình sẽ kéo cái file giống như bên thằng này ha, kéo các thư viện tương ứng. Rồi, lấy cái phần assert và cái phần .js này qua luôn. Rồi mình đưa qua. Đấy, mình đã có assert, đã có .js để format ngày tháng, assert để code API. Rồi, bây giờ mình qua trang desk, mình sẽ copy cái phần extend này qua đi ha. Đấy, trước tiên mình cứ copy qua. Rồi, ở đây mình sẽ xử lý một chút, tại vì là trong cái trang desk nó cũng có menu. Ở bên cái trang này cũng có menu đúng không? Và bây giờ mình xử lý làm sao cho hai cái trang này nó có cái phần menu giống nhau trước đã. Nói chung là bây giờ mình phải chuẩn bị cho cái trang này nó tương tự những cái trang kia. Những cái thành phần nào giống nhau, những thành phần nào chung thì mình phải xử lý cho giống nhau trước. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua bên cái trang index để mình copy ha. Mình sẽ lên cái phần header phía trên menu xuống đây. Rồi, khu vực header này, đây chính là toàn bộ header của mình. Trong này nó bao gồm cả cái gì? Cái menu cũng như logo rồi các cái phần form serve gì đó, đây là phần chung. Rồi mình sẽ copy toàn bộ phần này đưa qua. Thay thế vào trong cái phần là categories. Mình lên phần header và thay thế vào.
dán vào đây. Đấy, bây giờ mình đã có được cái phần header tương tự như bên cái trang index rồi. Mình quay qua xem ha. Rồi, và hiện tại nó đã mất do là mình chưa có cái đoạn xử lý để render ra menu. Vậy mình sẽ quay lại cái file index.js của mình và lấy cái phần menu này. Được qua. Rồi, cũng lấy cái đoạn code này qua. Trước tiên mình cứ copy nha, về sau mình sẽ chỉ cho mọi người tối ưu của chỗ này sau. Tạm thời mình sẽ để code giống nhau. Rồi, bây giờ mình quay qua mình trình duyệt mình kiểm tra lại. Đấy, lúc này ở trên phần menu cũng đã có được cái menu giống như cái trang chủ luôn rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ xử lý tiếp những cái thành phần nào nó giống nhau ha, mình kiểm tra thử có chỗ nào cần phải xử lý nữa hay không. Có vẻ như là đã ok rồi. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đến cái phần chính của mình ha. Bên này popular tạm thời mình chưa cần để ý, chỉ cần là mình xem ở cái phần là đây. Mình sẽ hiển thị viết 1 2 3 4 5 đúng không? Rồi có phần trang. Đây là về mặt giao diện nha. Vậy bây giờ để làm sao từ cái trang chủ này mình chuyển qua bên cái trang gì? Bên trang carry và phân biệt được cái carry này và carry khác. Chứ hiện tại nếu mình để là carry.html thì nó không biết được là mình đang xem cái chuyên mục thế giới hay là chuyên mục thời sự nha. Vậy thì ở trong đường link này mình sẽ thay thế cái link trước ha. Vậy thì đầu tiên mình qua bên phần index.js, mình sửa khu vực menu trước. Rồi chỗ này mình sẽ gắn cái link để nó chuyển qua bên cái trang là category.html. Rồi và mình sẽ bổ sung thêm một phần tham số phía sau để nó phân biệt các carry khác nhau. Chấm hỏi ID bằng, ở đây mình sẽ gắn cái phần ID của carry vào. Rồi tương tự phần bên dưới mình cũng sẽ gắn như thế, như vậy ha. Rồi copy đưa xuống, mình để vào đây. Rồi bây giờ mình quay qua trình duyệt mình kiểm tra thử. Bên này này, vậy thì mình lấy luôn cái phần này mình đưa qua bên cái trang kia luôn ha, tại vì do đang dùng chung cái code của phần menu á. Đây đưa vào đây. Rồi bây giờ mình quay qua mình kiểm tra trình duyệt thử, mình re chuột vào đây. Đó thì như mọi người thấy nè, quay chụp đi coi ha. Rồi ở đây khi mình re con chuột vào trong cái phần thời sự mình thế giới này đó, mọi người để ý cái phần link ở bên dưới góc trái màn hình á, bên dưới và bên trái đó có là carry.html rồi ID bằng 1. Qua thời sự thì lúc này nó là gì? Rồi mình chụp cho mọi người coi nè, cho mọi người thấy ha. Đấy, mình đang lít vào trong chỗ thời sự. Re chuột vào hover chuột vào thời sự thì lúc này cái đường link mình là này. Chỗ này. Đó, ID nó bằng 2. Tương tự mình re qua kinh doanh thì là ID bằng 3. Đấy, thì lúc này khi mình lít vào mình chuyển sang cái trang danh mục thì trên này nó sẽ có cái tham số ID bằng ID bằng đấy, thì lúc này là dựa trên cái ID này mình sẽ biết được là mình đang xem cái chuyên mục nào. Mình qua thời sự thì là 2, mình qua kinh doanh thì là 3, mình qua bên thể thao thì là 6. Đó, tương tự ha, mỗi cái carry nó sẽ có một ID riêng. Rồi, vậy là mình đã gắn được phần link nè và mình có thể xem nha. Mình sẽ di chuyển, đây là phần menu thôi. Xuống phía dưới đó mình kiểm tra lại hết tất cả những cái chỗ nào mình đang có cái phần danh mục và có thẻ A ha, thì mình sẽ thay nó vào. Đây chỗ này nè, ví dụ thế giới chỗ này mình có cái đường link để gắn vào. Rồi chỗ này cũng vậy nè, bên dưới này thì không có đúng không, chỉ có cái tab này thôi. Có thể bổ sung thêm cái nút xem thêm và lít vào nó chuyển sang cái tăng carry tương ứng. Nhưng mà ở đây mình chỉ gán vào trong phần menu nha. Mọi người có thể là tự điều chỉnh ở các phần bên dưới, chỗ nào có show ra cái phần danh mục thì mình có thể đổi thành thẻ A và gán cái link vào. Để khi người dùng người ta xem các bài viết này, người ta thích xem thêm cái chuyên mục pháp luật thì lít vào đây, chuyển qua. Rồi video này thì mình sẽ chỉnh lại một số cái như vậy thôi. Qua video sau mình sẽ bắt đầu thực hiện lấy danh sách bài viết thuộc về category mà mình muốn xem. Sau khi mình đã gắn link trên menu và mình chuẩn bị một số thứ cho cái trang category này thì bây giờ đến lúc mình sẽ hiển thị bài viết ha. Rồi đầu tiên là API cần dùng cho khu vực này chính là trong cái phần category. Rồi mọi người sẽ xem trong cái chỗ là get article by category, mình sẽ lấy cái đường link này vào. Rồi mình đưa vào trong code của mình, mình ghi chú đây ha. Đấy, bây giờ là mình sẽ bỏ đi category xuyệt 2, thì cái 2 này này sẽ đại diện cho cái ID của cái danh mục mà mình muốn xem. Bài viết thì sẽ có limit là số lượng bài viết mình cần lấy. Bay thì sẽ là mình mặc định bây giờ mình sẽ lấy bay số 1 ha. Về sau mình phân trang thì mình sẽ tăng cái bay này này kia lên. Hiện tại bây giờ sẽ là bay số 1. Rồi, mình có thể test thử bookman nha. Và test thử mình chuyển thành bay số 1 ha. Cái này là mình chuyển thành carry số 1 đi, là tương ứng với thành thế giới đó. Ấn send. Rồi chỗ này nó lấy ra được 10 viết này đó, nhưng mà thấy này kiểm tra thử nha, đúng thế giới không nha. Đây cụ xuống dưới mình xem chỗ có một là category ID số 1 và name là thế giới, chính xác ha. Rồi vậy thì bây giờ mình qua mình viết code, vẫn gọi API trước ha, API.get
Rồi, chỗ này mình sẽ truyền vào URL. Tạm thời mình sẽ để con số 1 nha, để mình xử lý trước. Rồi, bây giờ chỗ này sẽ là chấm đen đúng không? Code như cũ thôi. Response. Rồi, chỗ này mình sẽ đặt ra một biến là article đi. Article. Nó sẽ bằng là response.data. .data. Rồi, bây giờ mình log ra để mình xem. Article. Rồi, kiểm tra thử ha. Qua bên này. F12 lên kiểm tra. Rồi, bên phần console. Đây, nó là được 10 viết ha. Nhưng mà hiện tại mình coi thử diện mình mấy bài nha. 1, 2, 3, 4, 5 bài. Vậy thì bây giờ mình lấy 5 bài thôi. Chỗ này mình sẽ để là limit là 5. Đường link này xong rồi mình có thể bỏ đi. Rồi, bây giờ mình xác định thử cái khu vực đổ bài viết là cái đoạn nào. Click vào, vẽ là mình. Rồi, bây giờ mình dò trong này ha. Dò trong code. Deep nè. À, trên này là cái tiêu đề nè. Cái tên gallery. Bên dưới chính là khu vực hiển thị. Mỗi bài viết nó sẽ là một cái thẻ deep này đúng không? À, post entry 2. Rồi, D. MD ha. DMD flex. Rồi, và thì bây giờ để cho nó dễ đổi dữ liệu á. Mình sẽ tiến hành là mình quay và điều chỉnh lại cái gì một xíu. Cũng như này. Header mình thu gọn lại ha. À, main nè. Cái này là cái phần tên nè. Mỗi bài viết sẽ là một cái này. Đấy, nó giống nhau hết ha. Bây giờ mình sẽ xóa đi, mình giữ lại một cái thôi cho cái giao diện mình nó gọn lại. Xóa đi. À, và mình sẽ tạo ra một cái gì? Tạo ra một cái deep để chứa. Tại vì cái này nó là các cái bài viết riêng lẻ, nó không thể nằm như này, mình không thể gán vào trong giao diện được, nên mình sẽ tạo ra một cái deep. Rồi, article đi. Rồi. Mình để lại đi đi ha, ID đi. Rồi. Đấy, bên trong mình sẽ đưa cái này vào. Di chuyển lên này. Rồi, kiểm tra lại diện. Đấy, bây giờ nó đang là một bài, xíu nữa mình sẽ dùng cái template này để mình đổi liệu ra ha. Mình lấy bao nhiêu bài for x qua và đổ ra sẽ được bấy nhiêu bài. Rồi, bây giờ qua bên phần JS mình xử lý. Chỗ này mình sẽ đi qua từng cái gì? Mình sẽ đi qua từng cái bài viết đúng không? Chấm for x, rồi, chỗ này sẽ đi qua là item trỏ tới element. Đúng ha, bây giờ sẽ là tiến hành là mỗi lần đi qua đó mình sẽ tạo ra một biến đi ha. HTML nó sẽ bằng rộng nè. Rồi, mỗi lần đi qua mình sẽ tiến hành là HTML cộng bằng. Này quen thuộc rồi ha. Rồi, mình sẽ thêm cái phần ghi chú phía trước. Enter xuống. Rồi, qua bên này mình sẽ lấy cái phần giao diện. Được rồi. Đây là bộ viết của mình. Dán vào. Rồi, format lại một tí cho nó thẳng hàng nha. Bây giờ bắt đầu gắn dữ liệu ha. À, trên này là lần lượt sẽ là item nè. À, đặc biến luôn đi. Chỗ này sẽ là constant. Chỗ này sẽ là title. Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là item.title. Rồi. Copy ra mình sẽ có một cái thằng là thumb. Nó sẽ bằng thumb. Như này. Rồi mình gắn này trước đi ha. Title này gắn vào alt đi. Rồi cái chỗ này thì sẽ là thumb này. Đấy. Tiếp tục xuống phía dưới. Cái phần danh mục thì mình không cần phải show đâu người. Tại vì á, là mình đang xem danh mục đó rồi. Thì chắc chắn là bài viết này thuộc về dù xem thế giới. Thì chắc chắn bài viết này thuộc về danh mục thế giới. Nên cái phần carry này nó bị thừa mình bỏ đi. Mình chỉ giữ lại cái phần gì thôi. Chỉ giữ lại cái phần ngày tháng thôi. Cái ngày tháng cũng sao format luôn nha. Còn người thích thì để show bình thường cũng được. Rồi chỗ này sẽ là Publish Date. Nó sẽ bằng gì? Nó bằng item. À mình sẽ tiến hành là gọi cái thằng DayZ đi ha. DayZ mình truyền vào cái gì? Mình truyền vào cái ngày tháng là item.Publish Date. Đây là secret này. Rồi chỗ này sẽ là chấm From Now. Cái này ở những video trước mình đã làm rồi. Bây giờ hiển thị tiếp như này. Đây, thay vào đây. Rồi, bên dưới là title ha. Title mình sẽ lấy cái thằng này mình đưa xuống. A nè. Rồi. Đấy, mình đưa lên dòng đi ha. Để nó gọn code lại. Rồi, cái chỗ này code nó khá là ngắn. Mình đưa lên luôn cũng được cho nó gọn cái dòng mình nè. Đó, H3. Rồi, cái span này cũng vậy nè. Nói chung là mình sử dụng xong mình sẽ điều chỉnh lại một xíu ha. Tại vì nó khá là ngắn, mình lên trên dòng luôn. Rồi, chỗ này là cái phần mô tả đúng không? Vậy thì nó là depression ha. Chỗ này sẽ có stun này. Depression này. SC. Đó. Nó sẽ bằng là item chấm gì? Để mình qua mình coi cái column ha. Tại vì không nhớ. Rồi, mình kiểm tra này. Đây, depression ha. Depression. Và đặc biệt rõ ràng luôn đi. Chỗ này sẽ tiến hành hiển thị ra. Phá đi. Và ghé nó vào. Rồi bên dưới là cái tên tác giả đúng không? Tác giả nó sẽ nằm ở cái phần là author đó. Đây author.
Rồi chỗ này nó sẽ là đặt ra một biến riêng nữa. Thay chữ vào author, author, author name đi ha, chính xác là author name đấy. Rồi, author sẽ hiển thị như này. Avatar thì tạm thời mình cứ để cái avatar gốc người ta đi ha, chứ tại vì trong dữ liệu mình không có avatar nên mình chỉ cần để avatar gốc mình demo cũng được rồi cho nó đẹp. Rồi, bây giờ quay qua bên trình duyệt. À chưa ha. Vậy thì bây giờ mình cần thiếu một bước nữa là gì? Chỗ này thì mình sẽ đặt ID rồi, quay qua truy xuất. Đây, chúng ta sẽ là constant element article document.getElement body và truyền vào thằng này. Sau đó mình hiển thị ra. Hiện tại mình đang để cứng category số 1 nha. Về sau mình sẽ xử lý cái này sau. Coi như là mặc định đang xin thằng thế giới đi. Rồi bây giờ sau khi render xong á thì mình tiến hành là phối xong thì tiến hành hiển thị ra. Chấm in HTML nó sẽ bằng là HTML trên lưu lại qua kiểm tra. Đây, mình sẽ có được 1, 2, 3, 4 và 5 bài. Còn phần trang ở dưới mình sẽ làm sao? Ok, trong video này mình đã xử lý hiển thị được danh sách bài viết thuộc về một category nè ha. Và cụ thể hiện tại mình đang viết cứng là cái category có ID số 1. Về sau mình xử lý làm sao đó để mỗi lần nó vào category khác nhau nè, ID thay đổi thì bài viết nó phải thay đổi. Còn hiện tại mình đang viết cứng cho cái trường hợp là category số 1. Đây, những video sau mình sẽ xử lý. Bây giờ mình sẽ xử lý làm sao để lấy được cái phần số 2 hay là số 1 tùy thuộc vào cái danh mục người dùng đang xem. Ví dụ thời sự là số 2, chính là ID ha. Mình cần phải xử lý để lấy được ID này xuống và gán vào trong code của mình ngay chỗ vị trí số 1 này, chứ không phải để cứng như bây giờ. Rồi, bây giờ mọi người qua search giúp mình nha. Chỗ này search URL set này, get URL parameter. Đó, cái đó gọi là parameter, URL parameter. Rồi, mình xem bất kỳ cái size nào cũng được nha. Rất nhiều bài hướng dẫn, mình vào bất kỳ một size đó đi. Rồi. Chỗ này người ta sẽ hướng dẫn cho mình nè, đây, ví dụ nè, mình có một URL này nó cũng có các cái tham số này, chấm hỏi rồi, các tham số phía sau nè. Key này, value này, key value. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái constant đúng không? Query string copy vào. Để mình lấy được cái gì? Mình lấy được cái query string trước. Ở đây thì mình sẽ đặt ở trên cùng luôn đi ha. Rồi, mình lock thử cái này nghĩa là gì? Query string kiểm tra thử. Mình qua đây, chuột phải lên ha. Kiểm tra control. Để mình đưa qua phía bên này cho dễ nhìn ha. Đấy. Rồi, zoom lên xíu. À, hiện tại này khi mình gọi cái này nè, mình sẽ lấy được chấm hỏi ID bằng. Về sau nếu trường hợp một URL nó có nhiều tham số hơn á, dù và này ABC bằng 123 và XYZ bằng 456 dù vậy, thì mình sẽ được một cái chuỗi full như thế này. Đấy, đây nó gọi là các cái query string ha. Cái này nó gọi là query string. Rồi bây giờ mình bỏ ha, mình chỉ lấy đúng cái phần ID của mình thôi. Tiếp theo mình sẽ tiến hành là tạo ra một cái URL search bar này, cái ví dụ. Cụ thể những thứ này mình có thể đọc thêm tài liệu nhé. Ở đây thì mình sẽ thực hiện nhanh, tại vì cái này khá là dễ thôi. Rồi, tiếp tục sử dụng phương thức get để mình lấy ra cái phần tử mình muốn. Bây giờ mình đặt ở đây sẽ gọi là cái biến là ID đi. Rồi, chỗ này URL get và cái tên key của mình là gì? Là ID. Rồi, bây giờ mình lock thử ha. Mình sẽ lock thử ID, rồi phía sau ID. Quá trình kiểm tra. Đây, mình đang truy cập vào carry số 2 thì nó được ID 2. Rồi bây giờ mình truy cập vào thế giới thử ha, thì được số 1. Rồi vào kinh doanh thì được số 3. Và chỗ này nó đang là cái chuỗi ha, mình thấy ra cái màu trắng như trình duyệt như này, trên cái cột sơn như này là màu, là chuỗi. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang cái gì? Chỗ này mình sẽ dùng batch int để mình chuyển nó sang số nguyên. Rồi lắp lại. Đó, bây giờ nó ra cái màu tím màu xanh nè, thì chính là con số ha, hồi nãy là chuỗi. Rồi sau khi có được thằng này mình sẽ truyền nó xuống đây. Mình sẽ thay cái này thành cái template string ở trong cái 6 ha. Rồi. Và dán cái giá trị này vào. Đấy, ID ha. Rồi, qua chạy lại thử. Khi mình vào thế giới thì nó được những bài viết thuộc về thế giới. Khi mình vào trong thời sự thì sẽ xem được bài viết thuộc về thời sự. À, hơi chậm một tí ha. Rồi, kinh doanh. Đấy, như mình thấy ở đây rõ ràng là mình đã show được bài viết theo cái danh mục mình muốn rồi. Và sẵn mình xử lý luôn ha. Ở đây nó có phần tên nè. Đây, carry nè. Hiện tại nó là cái chữ business. Là nó đang viết cứng. Và bây giờ mình cũng sẽ gán hiển thị cái tên lên luôn ha. Rồi, bây giờ mình qua bên này kiểm tra thử nó nằm ở đâu. Đây, carry nè. Business nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ để là carry title đúng không? Đây, mình đặt lại cái ID luôn ha. Mình dùng ID hết cho nó quen. Tại vì nó thay giống nhau hết luôn ha. Đồng nhất luôn. Thật ra dùng class cũng được nhé. Thôi, mình sẽ đặt ID của mình đi. Class là do nó tự đặt để nó style trong cái template rồi.
mình gọi là category title. Rồi qua bên này mình sẽ tiến hành là truy xuất ở trên, bỏ block đi ha. Rồi phần này sẽ có stand element category title, cái này sẽ bằng document.get element by đi. Rồi khi có được này rồi á, thì lúc này cái carry name nó sẽ nằm ở đâu? Thật ra ở trong mỗi viết này nó sẽ đi kèm với cái gì đó, mỗi viết mình lấy về nó luôn luôn kèm theo một object là category. Rồi chỗ này nó sẽ có cái phần là name, mình sẽ lấy cái này để mình show ra được nha. Rồi bây giờ để mình xem thử chỗ này nó sẽ là đây, xử lý chỗ này. Chỗ này mình sẽ hiển thị trực tiếp luôn ha, mỗi lần đi qua nó gắn lên cũng được, còn không thì mình sẽ xử lý là gắn ở cái lần đầu tiên thôi, nhưng mà cũng không, chỗ này gắn cứ gắn lên ha. Đây tiến hành là gắn luôn để dưới này luôn nha, sau khi xử lý xong hết gắn cũng được. For it, ok, mình phải để trong for it rồi nha, chứ để ở ngoài thì không ổn. Còn không á thì mình sẽ đặt ra một cái biến có stand category name. Nó sẽ bằng rộng. Và mỗi lần đi qua đó thì mình sẽ tiến hành là cập nhật cái giá trị cho thằng này, nó sẽ bằng gì? Nó bằng là item.category.name giống như trong cái phần dữ liệu của mình ha. Rồi và sau khi kết thúc lập thì mình sẽ hiển thị cái này lên .inner text. Phía trước do là bình thường mình chỉ gán cái nội dung HTML thì mình sẽ dùng inner HTML, còn bây giờ mình chỉ cần gán cái nội dung text bình thường thôi thì mình dùng inner text. Chỗ này sẽ để là chữ category phía trước. Category là danh mục thì nó tùy mọi người nhé. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành là gán gì vô, mình dùng cái tên string ha, cho đồng nhất. Rồi chỗ này sẽ là category name, lưu lại kiểm tra ha. Báo lỗi gì, assignment to custom variable dòng số 53. Do trên này mình đang đặt cái biến custom vô này không cập nhật được, đổi thành less. Đã trở lại. Rồi lúc này ra kinh doanh này, vào trong thế giới thì ra thế giới. Rồi thời sự, ra thời sự. Rồi ok, vậy mình đã thực hiện được cái việc là show được danh sách bài viết cũng như là hiển thị được cái phần category name ở trên cái chỗ title này. Rồi lúc nãy khi mình xử lý dữ liệu á, mình hiển thị ra thì hiện tại mình đang thấy chỗ này bị undefined này ha. Cái phần tên tác giả bị undefined, mình vô đây mình sửa. Trong code của mình á thì lúc này cái phần tên biến là author name, nhưng mà cái phần dữ liệu làm lấy từ cái thuộc tính author chứ không phải là author name. Rồi đấy, hiển thị lại cái tên tác giả. Rồi bên dưới mình có một cái phần phân trang ha, để phân trang bài viết, nhưng mà giờ trước tiên mình sẽ không có làm cái phần phân trang này vội, mà mình sẽ làm cái dạng log more, tức là xem thêm thôi chứ không có dạng phân trang này. Bây giờ đầu tiên á mình sẽ vào, mình cho nó một cái nút ha. Đây cái phần phân trang này thì về sau mình làm, tạm thời mình sẽ tắt lại ha, mình sẽ tạo ra một cái div. Rồi bên trong này nó có một cái bottom log more, chỉ là log more ha, hoặc là xem thêm đi, xem thêm. Rồi xem thêm được rồi ha. Chỗ này mình sẽ để cho nó class, dùng bootstrap thôi. BTN, rồi BTN success đi. Rồi xem thử nha. Có vẻ như nó không có nhận class này, để mình kiểm tra. Thiếu rồi, thiếu chữ S ha. Success. Yes. Đủ rồi ta, để mình kiểm tra nha, sao nó bị lỗi. Đây, ra rồi ha, nó hơi lắc một tí. Đấy, được nút xem thêm rồi, bây giờ mình cho nó vô giữa đi ha. Hoặc là mình cho nó thêm một cái last btnlg để cho nó bự rút ra. Và cho div này có một cái last là text center. Đấy. Rồi, vô giữa xem thêm chính xác ha. Rồi, bây giờ mình muốn là khi mình click vào trong nút này nè, thì sẽ tải thêm bài viết ở cái trang thứ hai. Hiện tại là mình vừa vào là mình load gì? Mình load cái bay số 1 này. Thì mục đích đó, khi mình click vào trong xem thêm này, thực chất là sẽ load thêm bài viết ở trang số 2 thôi. Còn cái phần limit 5 này vẫn giữ nguyên ha. Dù cứ vừa vào trang là load ở bay số 1 5 bài, click một cái là load thêm 5 bài, click một cái là load 5 bài, tức là nó sẽ thay đổi cái phần bay này. Cứ mỗi lần click là bay nó tăng lên. Và thì bây giờ đầu tiên á, mình sẽ tiến hành là mình bắt sự kiện qua đây trước đi ha. Rồi, qua bên này mình đặt cho nó một ID. BTN log more. Đi cập ha, qua bên này. Đi cập trên cùng luôn, custom btn element này. Btn log more, nó sẽ bằng document chấm get element by đi, mấy cái này mình quen thuộc rồi. Rồi bắt sự kiện thì mình sẽ viết nhanh thôi, chỗ này để trên này đi ha, sự kiện để đây.
Mình để bên dưới đi. Rồi sau cái phần render menu đi ha. Mình sẽ add listener. Đó, đăng ký sự kiện. Sự kiện gì? Sự kiện click. Trong này sẽ là một cái function. Công việc của nó sẽ làm khi sự kiện xảy ra. Và bây giờ chỗ này mình sẽ lock ra thử nó nhận sự kiện hay chưa nha. Trước khi mình xử lý tiếp, click. Rồi xem thử. Expect element lên. Kiểm tra phần console, click thử. Đấy, nhận click chứng tỏ đã ăn sự kiện rồi. Vậy thì thực chất này, cái công việc trong này mình làm là gì? Có phải là mình sẽ gọi là gì? Mình xử lý lại đoạn code này không? Mình sẽ bê nguyên cái đoạn code render này và mình sẽ tăng gì lên thôi. Mình tăng con số 2 này lên thôi. Đó, tăng 1 lên thành 2 thôi. Lít cái nữa thì lại tăng lên 3, lít cái nữa lại tăng lên 4. Vậy thì bây giờ này, về cái cấu trúc xử lý là như nhau hết, nó không thay đổi hết, chỉ khác mỗi là cái giá trị bay thôi. Vậy thì bây giờ tắt này ra, mình tắt này ra function. Function. Rồi, mình gọi là guest article đi. Đó. Chỗ này thì sẽ nhận vào cái giá trị bay mặc định là giá trị 1. À, khai báo thêm số bay mặc định cho giá trị là 1 và chỗ này mình sẽ truyền cái bay đi vào. Đấy, và lần đầu tiên khi vừa vào trang thì mình sẽ cho nó gọi cái hành này một lần để nó log bài viết ở trang số 1. À, và không cần truyền cũng được nha, không cần truyền cũng được. Rồi, bây giờ ở đây á thì mình sẽ tiến hành gì? Mình sẽ tiến hành là đặt một cái biến ha, let's current bay. Đó, mình sẽ để bằng 1. Và chỗ này mình truyền vào đi ha. Mình truyền vào đây. Đó, vừa vào trang sẽ lock cái trang số 1, current bay là 1. Và khi click vào đây nè, mỗi lần click vào nút lock more thì mình sẽ tăng cái current bay lên đúng không? Cộng cộng. Đó, và gọi lại gì? Gọi lại cái hàm guest article và truyền vào current bay. Nhớ, cứ mỗi lần click là tăng bay lên trước, sau đó tiến hành là gọi lại cái hàm show article, get article. Rồi, bây giờ mình chạy lại. Em 5. Vừa vào trang lót được các bài viết ha, 5 bài viết, lít thử nha, lít xem thêm thử. Đó, khi lít xem thêm cái thì nó sẽ lót thêm 5 bài. Lít lót thêm 5 bài. Nhưng mà như người thấy đây là gì? Hiện tại đó, khi mình lít cái là nó sẽ tiến hành là nó xóa bài viết cũ và nó thêm bài viết mới vào ha. Nên lúc này mình sẽ cần xử lý lại cái này một xíu. Là thay vì này, người thấy này, mỗi lần đi qua nó tạo ra khối HTML và chỗ này mình sẽ gán lên cái gì? Mình gán lên giao diện, tức là nó sẽ đè lên nội dung cũ. Bây giờ mình không viết chữ này mà mình sẽ tiến hành gì? Mình sẽ dùng cộng bài. Đó, giữ nguyên nội dung cũ và gán thêm nội dung mới ha. Chạy lại. Rồi, trên này nó bị lầu ra một bài gì? À, cái này là cái phần template của mình á, nên mình vô đây mình xóa đi ha. Mình sẽ xóa cái bài này đi. Xóa luôn. Đó, trừ lại cái này thôi. Rồi, bây giờ qua này kiểm tra bình thường. Chạy lại. Đây, vừa vô sẽ load cho mình 5 bài. Click xem thêm. Đó, thì load thêm 5 bài nữa, click xem thêm, load thêm 5 bài nữa, như thế này. Ok chưa? Rồi, bây giờ này, mình sẽ đặt cái tình huống như sau. Mình qua bên này, mình mở phần console lên để mọi người thấy nha. Mình sẽ F5 lại để mọi người thấy. F5 lại để lock lại. Rồi, và mình check bên cái phần network này. F5. Vừa vào trang thì nó sẽ tiến hành là lock phần category hiển thị menu. Ở đây nó sẽ show ra cái phần API lúc mình gọi này đó. Cái phần mình gọi để mình lấy bài viết theo danh mục này. Article này đó, xuyệt 1 đúng không? Rồi, article limit 5 bay 1. Khi mình click cái nữa. Lên lại. Lúc vào xem thêm cái nữa thì nó sẽ lock thêm ở trang số 2 đúng không? Nước cái nữa thì lock ở trang số 3 như này. Rồi, và thì bây giờ đó, nếu trường hợp mình mạng mình nó bị chậm đi, mình ví dụ trường hợp mạng bị chậm đi, mình chọn sang là slow 3G. Rồi, mình ấn clear. Rồi, mình F5 lại. Mình ví dụ trường hợp là mạng bị chậm nha. Đây, mình chuyển cái phần này lên cuộc về slow 3G này. Đó, nó đang lock bài viết này. Chờ một tí ha. Rồi, sau mình chuyển sang thằng fast 3G trước đi, cho nó lock ra đã. À, rồi, lock xong rồi đúng không? Thì bây giờ bắt đầu mình chuyển sang là slow 3G để mình test này. Giờ mình clear đi, để cho nó xóa sạch này đi ha. Rồi, bây giờ lít thử. Lít cái lock đúng không? Nó sẽ hơi lâu này. Đó, mình thấy này, trong cái quá trình mà nó lock á, mạng bị chậm thì nó chờ khá là lâu. Và lúc này mình phần phải cho người dùng mình thấy cái việc là phải đang nó đang lót, chứ nếu để nút xin thêm là người dùng không biết được là nó đang lót thêm hay là nó đang bị treo hay là như thế nào, nó đang bị lỗi, người ta sẽ không biết được. Nên mình xử lý là khi lít vào đây cái thì lúc sao nó sẽ để cái dòng là gì, đang tải thêm đó, sau khi lót thành công thì nó trở về lại cái chữ xem thêm. Nhưng trước khi lót thì để là đang tải thêm, còn sau khi lót xong rồi thì nó trở về cái chữ xem thêm. Và thứ hai đó là mình trong khi lít này, lỡ như mạng chậm, người dùng lít con chuột người ta nó bị gì, nó bị cái tình trạng double lít,
tức là nhấp một cái nhưng mà nó tác dụng hai lần đó. Rồi nó thử nè, mình đích nè, hai cái nha, mình select hai cái đó thì người thấy này, nó sẽ tăng tới hai cái là bay ba bay bốn. Như vậy không tốt nha, tại vì lỡ như con chuột người ta nó bị lỗi, nó đích liên tục thì nó gọi API liên tục thì không tốt. Mình muốn là khi nó đích một cái thì phải đợi nó lót xong, bao giờ xong hết rồi người dùng mới đích lại lần nữa được. À, vậy thì mình có hai hướng, mình có hai cái để xử lý là khi đích vào trong lúc đang chờ gì, trong lúc đang chờ lót bài viết thì cái nội dung chỗ này phải là gì, phải là đang tải thêm ba chấm gì đấy rồi, và phải đích ở bộ nước vào đây, bao giờ lót xong bài viết thì mình mới mở lại cái nút này và cho phép người dùng gì, người ta đích thêm và đổi cái đích lại thành là xem thêm. Rồi vậy mình sẽ chuyển sang là note writing cho test lại ha. Qua đây mỗi lần vào nó gọi bài viết nè, khi nó gọi bài viết nè. Rồi vậy thì vừa vào trang mình sẽ tiến hành là mình cho cái thằng btn này nó như thế này, khi click vào một cái đó, khi nó click vào đằng cái thì mình sẽ cho cái thằng btn này btn chấm in là text, nó bằng cái chữ là gì, là đang tải thêm. Rồi ba chấm ha, đó nó tạo ra hiệu ứng cái này. Và khi nó lót xong rồi ấy, thì khi nào lót xong, khi mà nó gọi API và trong này nó xử lý xong cái phần ở trong đen này thì mình sẽ tiến hành đổi là cái text, mình sẽ để ở phía sau này đó, đợi bao hiển thị xong thì tiến hành là chuyển sang là CT rồi bỏ ba chấm đi. Và cái thứ hai đó là mình cần phải khóa cái nút này ha, khi nó click vào thì khóa nút ở trước. Và bây giờ mình sợ nha, JS disable Stop. Rồi HTML DOM disable property truy xuất đến cái button chấm disable gắn bằng true cái bây giờ ha. Đấy rồi, và chỗ này mình sẽ tiến hành là mình thay thành gì, thay thành cái element table btn log more chấm disable bằng true. Và khi nó tải xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình chuyển nó sang gì, chuyển nó sang là false. Rồi bây giờ mình qua và test lại kiểm tra lên đi ha. Bây giờ mình test thử nè, đích nè. Đó, nó hiển thị đang tải thêm ha và bị disable. Bây giờ để cho mình chuyển về cái mạng nó chậm để mình thấy nha, slow bugger. Rồi mình nấn. Đó, nó hiển thị ra đang tải thêm và cái nút đã bị lock lại, nó có cái màu mờ hơn tí đó. Bây giờ mình cố tình mình hai lần thử nha, double click thử. Không chạy ha, nó chỉ chạy được cái bay số 4 thôi. Nếu đúng ra nó bị double click nó sẽ chạy được 4 năm, giống như trình trạng hồi nãy. Bây giờ nó đã fix được cái trường hợp này rồi. Rồi ok, vậy là mình đã xử lý được gì rồi, xử lý được cái phần là chức năng log more trong cái khu vực là danh sách bài viết theo danh mục. Ở cái phần tiếp theo mình sẽ xử lý cái vấn đề phân trang giống như ban đầu ha, có các cái nút nét reviewer rồi có các cái trang 1, 2, 3, 4 để mình click vào. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý tiếp tới cái phần pagination ha, tức là phân trang theo cái dạng ban đầu đó, không phải log more nữa. Bây giờ mình qua bên cái email của mình nè, mình tiến hành là mình mở lại giao diện này. Bước tông này mình sẽ tiến hành là mình ghi chú lại ha, ghi chú lại. Rồi mở lại cái diện này ra. Ở đây mình sẽ có được cái phần là custom pagination, mình có được cái phần là nút prep nè, rồi nút next nè, kiểm tra lại diện thử nha. Chỗ này nó sẽ có là 1 2 3 4 gì đó, kiểm tra cái diện có bị lỗi gì không nha, kiểm tra thử. Nó sẽ lỗi ngay chỗ cái phần là generate property of null, chỗ cái phần là đăng ký sự kiện. Vậy thì bây giờ đó mình sẽ ghi chú cái đoạn này lại nha, để nó không bị lỗi. Đây đoạn này. Đấy, những cái gì liên quan đến chức năng logmore tạm thời mình sẽ khóa lại ha. Rồi chỗ này mình cũng sẽ bỏ cái đoạn này đi. Được chưa? Rồi giữ lại những cái cũ thôi nha, mình chỉ log lại những cái nào liên quan chức năng logmore thôi, ghi chú lại ha, để về sau thích thì mở ra lại. Còn cái hàm này mình giữ nguyên. Được chưa? Rồi bây giờ ở đây mình đã có mấy cái nút này, cái chỗ này thì mình sẽ tạo ra luôn nha. Tạm thời bây giờ chỗ này mình sẽ ghi chú lại. Chú lại. Rồi mình có custom pagination, mình sẽ đặt ra một cái ID đi, gọi là my pagination. Rồi qua đây chấp truy xuất chỗ này mình đặt ra. Tại vì mình sẽ không biết được cụ thể là bao nhiêu trang nha này, mình sẽ không biết được cụ thể là bao nhiêu trang nên mở ra cho mọi người coi nha, mình tích lại cho mọi người hiểu. Rồi mở ra nè. Hiện tại cái giao diện demo của mình là có mấy, từ 1 đến 5 trang, nhưng mà thực chất á, là mình không phải có 5 trang, tùy thuộc vào số lượng bài viết thuộc về danh mục này mà nó sẽ có số trang khác nhau. Nên bây giờ cái phần này nè, mình phải tiến hành mình tạo ra động ha, dùng JavaScript để mình tạo ra, mình tính toán dựa trên cái số lượng bài viết này kia để mình show ra, chứ không phải là mình hiển thị cứng như này ha. Vậy nên toàn bộ cái này mình sẽ lock lại. Đó bây giờ mình qua bên này để mình truy xuất để xíu mình gán cái phần giao diện này lên ra.
đưa vào ngay chỗ này. Custom element my presentation. Cái này sẽ bằng là document.get element by đi. Rồi, bây giờ mình sẽ show cho mọi người coi cái này một xíu ha. Mình sẽ click show ra cái phần rest data để mọi người thấy nó chứa gì trong này. Lock ra cái rest data. Rồi, kiểm tra bình duyệt. Trong cái rest data này á, nó chứa cái thằng data ha, đây nè, data chính là bài viết của mình, rest.data.data là bài viết. Còn bây giờ trong này nó có thêm hai thông tin nữa là meta ha và link. Link thì mình không cần quan tâm, mình chỉ cần để ý meta này. Ở đây nó sẽ biết cho biết mình là current bay là bao nhiêu nè, là bay hiện tại là 1 đúng không? Rồi nó sẽ biết được là mình sẽ có tổng số trang là bao nhiêu, từ 1 đến 43. Vậy thì cái last bay này chính là cái trang cuối. Vậy cuối cùng mình sẽ có tổng được là 43 trang đúng không? Rồi mình sẽ có thêm cái chỗ cái bơ bay là 5, đó chính là cái limit của mình á. Rồi, ở đây nó để last bay 43, cái vẻ như bài viết nó hơi nhiều nha. Vậy thì bây giờ nè, mình sẽ qua một cái danh mục khác ít bài hơn, share đi ha. Share. Rồi, ok, ổn, mình sẽ vô này. Rồi kiểm tra lại meta đây 13 trang này, đấy như là vậy, nhìn hai trên nãy 43 trang thì nhiều quá. Bây giờ mình sẽ tạo ra ha, mình sẽ xử lý để mình tạo ra gì, mình tạo ra một cái phần pagination giống như ban đầu đây, giống như phần gì ở đây, và nó sẽ có mà hai cái nút gì, hai cái nút là ref và reverse á. Thì lúc này mình sẽ có thêm gì, mình sẽ có từ 1 đến trang số 13, từ trang số 1 đến trang số 13 ha. Vậy thì bây giờ mình xử lý, mình sẽ cần biết được tổng số trang là bao nhiêu. Vậy thì lấy từ response data chấm từ meta chấm từ last bay. Ok, vậy thì mình qua đây mình xử lý trong này ha. Mình đặt ra một biến constant gọi là total bay đi ha, tức là tổng số trang. Rồi nó sẽ bằng là rest chấm data chấm meta, kiểm tra thử meta xong rồi chấm từ last bay. Đấy, có bị. Bây giờ mình lóc thử cái total bay đó. Rồi đúng không? Chính xác 13 ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái hàm đi ha. Mình sẽ ghi chú này lại. À không cần ghi chú, thu gọn lại ha. Sorry mọi người. Cái này sẽ gọi là render pagination. Và để render ra thì mình cần phải truyền vào cái gì? Truyền vào cái total đúng không? Total. Rồi trong này mình sẽ tiến hành là cho chạy một lặp ha. For is for đi ha, tại vì vậy là chạy từ đầu tới cuối, chạy từ số 1 ha, chạy đến gì, chạy đến total bay, chạy đến total bay là total ở đây, chạy nó bằng total luôn nha. Mỗi lần chạy qua mình sẽ tăng lên 1. Rồi và mỗi lần đi qua mình sẽ tạo ra một cái khối HTML đúng không? Đây đặt một biến less HTML, nó sẽ bằng rỗng này. Mỗi lần đi qua mình sẽ tạo ra một cái HTML cộng bằng. Rồi bây giờ mình qua bên này, mình sẽ tiến hành là copy cái giao diện này ha, lấy cái thẻ A đi. Mình đưa vào đây. Đó. Rồi cái chỗ này mình sẽ tiến hành là gán cái gì? Mình gán con số vào đây, index. Đấy, sau khi xong rồi thì mình sẽ tiến hành là hiển thị nó lên đâu? Hiển thị nó lên trong cái chỗ pagination này. Vậy chỗ này sẽ là gì? Element pagination chấm in HTML, nó sẽ bằng HTML. Rồi mình sẽ lên trên này, mình gọi cái hàm render pagination ở phía trên này, hoặc là mình để ở dưới cùng cũng được nha, tức là sau khi nó load bài viết rồi thì nó sẽ render ra cái phần pagination. À chỗ này mình xóa đi, mình sẽ gọi là bên dưới này. Rồi truyền vào gì, truyền vào cái total bay. Đó ha, nhận vào total này, chỗ này xử lý rồi. Ở đây mình sẽ gọi hàm mình truyền vào total bay, chạy lại tắt thử ha. Đây mình ra được tổng cộng là từ 1 cho đến gì, cho đến 13. Và mình đang thiếu cái gì? Mình đang thiếu một cái nút next và nút reverse đúng không? Mình sẽ bổ sung luôn ha. Bổ sung vào luôn. Copy cái này. Rồi mình sẽ dán nó ở phía trước. Đó. Trước khi nó render ra cái này thì nó có cái nút này. Sau khi nó render ra nó sẽ có một cái nút kết thúc. Nút next ha. Rồi chỗ này copy qua này. Last next. Copy qua. Được rồi. Rồi kiểm tra lại diện. Đây nó sẽ có phần reverse này, rồi có phần next và từ trang số 1 đến trang số 13. Được chưa? Rồi vậy thì bây giờ mình đã xong ha. Ở cái phần sau tiếp theo mình sẽ xử lý vấn đề là khi click vào các cái nút đó nó sẽ load một bài viết tương ứng.
Bây giờ mình sẽ xử lý cái việc khi người dùng click vào từng cái trang ở đây thì mình sẽ load bài viết ở cái trang tướng ha. Rồi, vậy thì cần điều đầu tiên là gì? Mình cần phải bắt được cái sự kiện khi người dùng click vào trong các cái item này. Đấy. Và các cái hàng này nè, thông thường á là mình phải truy xuất element trước đúng không? Bây giờ là log more này, xong rồi mình sẽ đăng ký sự kiện thông qua thằng là add event listener. Còn những cái thành phần này á là nó được tạo ra sau khi cái trang nó tải. Nó không có sẵn lên trang mà nó được dùng do read để tạo ra. Nên lúc này mình không thể nào bắt sự kiện như thông thường được. À, tại vì ban đầu khi mình truy xuất nó sẽ không có. À, ban đầu tại vì nó chưa có lên trang nên truy xuất nó sẽ không có. Nên lúc này á, mình sẽ liên quan đến kiến thức về gì? Về cái thằng là event delegate. À, tức là ủy quyền sự kiện ha. Thay vì mình bắt sự kiện vào chính cái là mình này thì mình sẽ ủy quyền cái sự kiện này cho cái thành phần chứa nó, có thể là cái document, tức là cái trang web của mình, hoặc là cái thành phần chứa như là gì, nó nằm ở đâu, nó sẽ nằm ở trong cái thằng là element by designation này, và mình sẽ bắt sự kiện vào đây. Rồi, chấm listener để là click đó, chỗ này mình sẽ để function và mình lock thử nha. Ở đây mình lock thử, mình lock ra cái class. Rồi, thì lúc này nó bắt sự kiện vào đây chắc chắn là list vùng này nó sẽ ăn nha. Thì bây giờ mình muốn là chỉ khi này thôi, chỉ khi list vào trong các cái thằng này thì mình mới xử lý. Bây giờ mình test thử cho mọi người coi nè. Cái chỗ này mình sẽ đặt cái nó một class đi ha, để mình xíu nó mình xử lý. Chỗ này sẽ gọi là by item. By item như này. Rồi, và bây giờ mình lock thử nha. Lock ra thử. Kiểm tra nè. Như này. Phải. Rồi mình coi thử cái position mình nằm đâu nha. Ở đây nó xuống hàng kệ nó. Mình xem lại. Rồi. Phần này chính là position của mình. Thì nó sẽ trải từ thằng reverse tới thằng net như này. Nhưng mà mình thích thử nha. Mình lít thử ở cái vùng này. Vùng trống này. Mình không lít vào trong các cái số này mà lít vào vùng trống. Thì mình thấy này. Do cái vùng trống này nó vẫn nằm trong phạm vi là my position cho nên nó vẫn ăn sự kiện. Yeah. Nhưng mà mình muốn cái gì? Mình muốn là chỉ khi nào lít vào đúng các cái item này thì nó mới ăn sự kiện, nó mới xử lý. Đó, nên bây giờ mình sẽ áp dụng một cái này. Mình sẽ khai báo ra một cái event ở đây ha. Thông thường chỗ này đã có sẵn một cái event cho trình duyệt truyền ngược vào. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình xài. Ở đây sẽ log ra cái element.target để mình xem thử là cái đối tượng thật sự mình đang tương tác vào là đối tượng nào. Rồi, lít vào phòng này. Đây này, nó ra là custom designation. Rồi, lít vào next. Nó sẽ ra là next đúng không? Rồi. Lít vào reverse, nó ra reverse. Đó. Do nó đang thay A nha và có dấu thăng này, khi lít vào nó cuộn lên trên thôi, nó cuộn lên đầu trang thôi. Rồi, chỗ này khi mình lít vào số 2 đó thì ra bay item. Và cái mong muốn của mình là chỉ khi nào lít vào bay item thì mình mới xử lý, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình dùng như sau. Tại vì cái bay item hiện tại là đang có class bay item ha, mình sẽ kiểm tra nếu như cái element này này, target này mà nó chứa gì, nó chứa cái class bay item thì mình sẽ xử lý. Bây giờ mình đặt ra một biến constant element nó sẽ bằng e.target. Rồi, nếu như cái element này á mà nó tồn tại, mình dùng element.classList này, .content. Đó, mình truyền vào cái tên class là by item. Đó, đây là mình dùng để kiểm tra thử một cái gì? Một cái element có tồn tại một class nào đó hay không? Giờ mình lock thử ha. Mình sẽ lock ra là class. Rồi, trên bỏ đi. Kiểm tra lại. Rồi, bây giờ mình kiểm tra nè. Mình list vào trong cái vùng trống như nãy thử ha. Đó, nó không lock ra cái gì hết. Thật ra nó vẫn ăn sự kiện nhưng mà do là nó không có vào trong cái if này thôi nha. Chứ thực chất là vẫn ăn cái sự kiện. Rồi, ở đây mình sẽ click vào số 1. Reverse thử nha, reverse thử. Không ăn đúng không? À, có ăn nhưng mà nó không có ra cái dòng lock gì thôi. Next cũng sẽ vậy. Và click vào số 1 thì sẽ ra click. Đó. Rồi, click vào số 2 thì nó sẽ ra số click của số 2. Yeah. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành là gì? Mong muốn mình là khi click vào trang số mấy là lock bài viết ở cái trang đó. Vậy thì bây giờ chỗ này mình sẽ tiến hành là gì? Gọi current by nó sẽ bằng gì? Current by nó sẽ bằng cái thằng là element chấm gì? In là text. Đó, và cái chỗ này mình sẽ tiến hành là mình bật in ha. Mình lấy số trang ra. Đó, do cái trang này, hiện tại là cái trang nó là diện gì? Cái số trang này 1, 2, 3, 4 đến 13 nó nằm ở trong cái nội dung của cái thẻ A này. Nên mình sẽ dùng in là text để mình lấy ra. Và lấy ra rồi thì mình sẽ chuyển sang số. Và bây giờ mình sẽ gọi là cái gì? Mình gọi lại cái thằng là guest article và truyền vào cái current by. Tức là cái trang mình đang muốn load. Ta thử ha. Rồi, trở lại. Tắt ở đây. Mình qua F5 lại. Rồi, ở đây thì mình lấy thử ha. Số 2.
Rồi, có vẻ như là nó không có chạy ha, mình kiểm tra tại sao nó bị không chạy, mà có lỗi gì không. À, chỗ này là current bay bash. Lock thử nha, mình sẽ lock thử cái current bay ra thử. 2 đúng không? 2 sau đó gọi là thằng get article truyền vào current bay vô trong này xử lý, gọi API và render gắn dữ liệu lên, và bây giờ mình kiểm tra thử nha, mình nó cuộc thử ha. Đang bị lỗi gì? Có này, limit 1 nè, limit 5 nè, bay 1 nè, clear đi. Chúng mình lấy thử. Trang số 2 có gọi nhưng mà tại sao nó không hiển thị? À có hiển thị ha, nhưng mà hiện tại nè, nó có lấy được viết rồi, thành công rồi, và nó show thêm dưới này, do lúc đầu á chỗ nào xử lý cái gì? Mình đang xử lý là cho nó show thêm chứ không phải là mình tiến hành thay thế, nhưng mà qua cái chức năng position này mình sẽ tiến hành là thay thế cái nội dung cũ, nên mình sẽ bỏ ra đi, ghi chú này lại và copy ra. Đấy, đây là trường hợp của logmon nha, mình xuống dưới ha. Rồi, cắt ra. Chỗ này sẽ thay thành bằng chứ không phải là cộng bằng nữa. Ra thử. Clear. Rồi xuống lại. Ấn vào số 2. Đấy, thì nó lock được trang số 2 đúng không? Rồi xuống xuống lock trang số 3 thử. Được ha. Rồi, nhưng mà bây giờ biết nè, khi mình click vào đây đó, mình muốn là click vào cái trang nào đó đang ở trang số mấy thì cái item chỗ đó nó phải được highlight lên để nhìn và biết, giống như này, cái giao diện gốc của mình là gì? Nó có cái gì? Nó có class active cho cái trang hiện tại. Và bây giờ mình xử lý thôi, qua đây mình kiểm tra. Nếu gì? Trong quá trình mình duyệt nè, nếu gì? Mình đặt ra một biến constant active. Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là nếu gì? Nếu như một trường hợp là cái index mà nó bằng bằng một cái gì? Bằng với cái current by. Đó, tức là mình đang dự tới cái thằng nào mà đang bằng cái trang hiện tại thì mình sẽ cho nó class active. Ngược lại mình sẽ cho nó giá trị rộng. Và chỗ này mình sẽ tiến hành là gán cái active này vào bên trong cái chỗ là thằng bytem này. Đó. Bytem là do mình tự đặt ra nha, còn bản thân nó sẽ không có lắp mà nó có lắp tiếp thôi. Rồi, chạy thử. Vừa vào trang là trang số 1 đúng không? Đây, được active ở đây, click vào số 2 thử. Rồi, lock vào viết mới, xuống này, số 2, click vào số 5. Đấy. Đây, chuyển sang số 5. Được chưa? Rồi, vậy mình đã xử lý được gì rồi? Mình đã xử lý được cái chỗ là các cái item từng item. Vậy bây giờ mình muốn là mình cũng xử lý luôn cái chỗ cái reverse và cái net này. Reverse thì cái gì? Nó sẽ tiến hành là gì? Nó sẽ lùi lại, đúng không? Và net thì nó sẽ tăng lên. Ok. Vậy thì bây giờ mình qua mình xử lý cho hai này luôn. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó hai cái class green đi ha. Cái này là của cái template này mình sẽ giữ nguyên, mình không có đụng tới. Mình sẽ đạo ra cái này là btn bay item đi ha. Rep tức là lui lại, còn bay item này mình gọi là bay item nest. Đó. Còn class kia của team thì mình sẽ không có xài nha, mình tạo riêng của class mình thôi. Vậy cái này cũng là hai cái thành phần được tạo ra sau khi cái trang đã tải xong, chứ không phải là có sẵn nên cũng phải xử lý ở đâu, cũng xử lý ở trong cái phần này. Và chỗ này mình sẽ tiến hành gì? Mình tiến hành là check class list thôi. Rồi, như cũ ha. Chỗ này sẽ bay item gì? Bay item rep và copy đằng cái này luôn. À, viết trước luôn thì không được ha. Chỗ này thì khi vào thằng này thì thực ra là mình sẽ giảm trang đúng không? Giảm cái trang. Bay trừ trừ, sau đó tiến hành là gọi lại thằng get article. Giảm đi một trang và gọi lại cái phần render thôi. Tương tự copy cho cái thằng nào? Copy cho cái thằng là next. Nó khá là dễ ha. Chỗ này sẽ là cộng cộng. Rồi, test thử. Em nằm lại load ra số 1. Click vào next. Đó, chuyển sang trang số 2, click vào net cái nữa, chuyển trang số 3, rồi click vào reverse. Rồi, nó sẽ đi về trang số 2 và reverse, nó sẽ về trang gì? Số 1. Rồi, bây giờ nè, mình muốn như thế này nữa. Ví dụ trường hợp nó đang ở trang số 1 rồi á, thì mình muốn gì? Nó sẽ bị disable đi, không click được nữa. À, muốn ở trang số 1 thì không click được nữa. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Chỗ này thì thực ra nó khá đơn giản, mình chỉ cần gì thôi. Mình làm xử lý làm sao cho người dùng đang ở trang đầu tiên thì không click được nút next, nút reverse, và khi ở trang cuối thì không click được vào nút next. Thì lúc này mình sẽ có thể là mình cho một cái thuộc tính đi ha, ví dụ như là cơ sở pointer event ha, thuộc tính pointer event snake. Đấy, rồi bây giờ này mình click thử qua số 2 đi ha, click vào số 2 trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cho cái thằng reverse này một cái thuộc tính là pointer event, nên tức là nó sẽ tắt sự kiện đi. Rồi, tắt sự kiện chuột ha. Rồi, nó thử nha. Rồi, bây giờ này, khi mình re con chuột vào là nó gì luôn rồi.
nó không có bằng tay và không click được, click vào không chạy đó. Những chỗ khác vẫn click được bình thường, nó là thái A ha, Kyrie, và nó sẽ có hình bằng tay như này mặc định. Và riêng cái này mình thêm vào cái pointer evening thì nó sẽ không xuất hiện cái gì, không xuất hiện cái này. Rồi, và thì bây giờ nha, mình sẽ thay vì mình viết cái CS này nè, mình add vào thẳng trong cái chỗ này cũng được. Đây, mình thêm thẳng vào chỗ này luôn cũng được. Nhưng mà để tận dụng về sau mình xử lý cho nó dễ đó, thì mình sẽ qua mình viết một class ra để về sau mình còn dùng tới nữa. Chỗ này mình sẽ qua cái file my custom của mình lúc đầu mình tạo ra, mình chưa viết gì trong này hết, thì mình sẽ tạo ra một cái biến pointer gọi là cái class đi ha, events none. Rồi, chỗ này mình sẽ đặt cho nó phần là pointer events none thế này. Rồi, và mình sẽ tiến hành nhúng cái last này à, event có s luôn đi ha, chấm ở dưới luôn. Rồi, mình qua carry, mình nhúng cái file này vào trong cái phần style của mình và để dưới cùng ha, bên dưới những cái file CSS của template link, chỗ này sẽ là chấm duyệt à, CSS. Rồi, my custom vô trong này mình sẽ kiểm tra nếu gì mình cần phải biết được là hiện tại nó đang ở trang máy rồi mình xử lý này kia đúng không. Khi nó duyệt qua, nếu như trường hợp nó ở trang đầu thì mình sẽ disable gì, disable cái nút prep. Nếu trường hợp nó ở trang cuối thì disable cái next. Vậy thì bây giờ này mình kiểm tra custom ha, disable gì, disable prep khi nào, khi mà cái current bay nó bằng mấy, bằng một đúng chưa. Khi current bay nó bằng một thì mình sẽ tiến hành gì, thêm cho nó class là pointer event. Nên ngược lại sẽ là rộng. Đây như này, mình sẽ gắn cái này vào ngay chỗ class ở đây. Đấy. À không nhận ha, mình chuyển sang cái dạng i6 này. Rồi, ok. Vậy tương tự trường hợp là gì? Tương tự trường hợp cho cái nút gì? Mình enter xuống này. Rồi chia cách ra nha, cho nó dễ quan sát. Tương tự cho trường hợp là next. Khi nào? Khi mà nó ở trang cuối đúng không? Vậy thì giờ mình có một cái thằng dụ last by đi. À, current by nó bằng gì? Current by nó bằng last by. Rồi, vậy last by đâu ra? Last by khi nào? Last by mình sẽ phải truyền vào thôi. Mình chỉ lấy được đâu? À, last by là total by rồi. Sorry mọi người ha. Last by chính là cái total by. Vậy mình dùng cái thằng total luôn. Đấy. Rồi, truyền cái thằng này vào ở trong cái chỗ này. Đó. Nếu như trường hợp nó ở trang số 1 thì disable trang cuối cũng disable nút next. Trang 1 disable nút reverse. Còn ở những trang khác thì không làm gì hết ha. Rồi, tạm thời như thế. Chạy thử. Bây giờ mình sẽ qua mình kiểm tra cho đúng không nha. Đây, vừa vô nó là ra số 1 thì ngay chỗ này nè, để ý chỗ này nè, nó có thằng pointer event ở nút reverse. Bây giờ mình sẽ nest thử ha, nest. Rồi, ngay lập tức nè. Nó qua sang trang số 2 nữa tiếp thì cái chỗ này nè, nó sẽ mở ra lại cái thằng reverse, nó không còn class pointer event nữa và lít được bình thường. Rồi bây giờ mình chuyển sang cái trang số 13. Rồi, sang trang số 3 là trang cuối ha. Thì lúc này cái nút next của mình sẽ được disable, nó không click được nữa. Đây, click vào, không ăn, không nhận nha. Rồi, và một cái nữa là hiện tại khi mình đang ở trang số mấy thì cái trang nó cũng nên disable đi. Chứ để cái kiểu này là khi mình click vào nó gì? Đó, nó vẫn nhận này. Đây, kiểm tra nó cuộc này. Tại vì nó thấy A mà, click vào nó vẫn chạy bình thường. Đó, vẫn lock. Thì mình không muốn điều này nha. Tại vì thật ra lock cũng được thôi, nhưng mà nó nặng server thôi. Lỡ người dùng click liên tục thì nó không tốt. Thì chỗ này mình sẽ tiến hành là mình disable nó luôn. Khi nào? Khi cái này nè, index này rồi active nè, thì mình sẽ bổ sung thêm cho nó một class. Ngoài cái class active á, thì mình sẽ bổ sung thêm class luôn, vừa active vừa khóa cái nút lại. Rồi chờ thử. Trang số 1 thì cái thằng số 1 đã nó có màu đen nhưng mà không lít được nha. Đây, qua trang số 2. Rồi, số 2 sẽ được lock lại, đã vừa có active vừa bị khóa nút lại. Rồi, vậy là mình đã xử lý xong được cái phần pagination ở cái dạng basic nha. Cái này nó sẽ còn có phần nâng cao nữa nhưng mà mình sẽ làm về sau. Rồi, bây giờ mọi người quan sát giúp mình cái trang GenVN ha. Cái bài trang block GenVN này, mình cũng có phần phân trang như thế này. Và mỗi lần khi mình click qua cái trang khác đó, thì lúc này mình thấy này, trên này sẽ có gì? Đó, nó có tham số đồng bay bằng 2 đúng không? Mục đích của cái này là gì? Để khi mà mình F5 lại cái này, thì nó sẽ vẫn ở trang số 2 đúng không? Và nó xem cho mình cái trang số 2 như thế này. Còn nếu như bên trang của mình thì sao? Mình qua ha, mình sẽ chuyển qua cái trang số 2. Đó, rồi bây giờ mình F5 thử nha, mình sẽ F5 thử thì nó sẽ lại bị trở về cái trang nào, bị trở về trang số 1. Lý do là gì? Lý do là trong code của mình á, mặc định khi vừa log lên nó sẽ current by là mấy, current by nó sẽ là 1 giờ.
Rồi, vậy thì mình có hai việc để làm ở đây ha. Mình sẽ có hai công việc để làm ở đây. Thứ nhất là khi click vào từng cái trang hay là next reverse đó thì cái phần số trang này sẽ được đồng bộ trên này. Tức là mong muốn của mình á, sẽ có thêm một cái gì? Một cái bay bằng 1, bằng 2 gì đó ở đây. Đó. Bằng 2, bằng 3. Tùy theo cái trang mình đang xem á. Ồ, đừng bị lỗi ha. Đấy. Đấy, công việc đầu tiên của mình là cần phải đồng bộ được cái số trang lên trên này. Và thứ hai là khi vừa vào trang, nếu trường hợp nó có tham số bay trên này thì mình phải lấy cái giá trị bay này xuống, mình gán cho cái chỗ nào, cái chỗ current bay, chứ không phải là để cứng số 1 như thế này. Ok nha, để mục đích là mình giữ lại cái trang mình đang xem khi mình F5, chứ không phải là cái F5 mà trở về trang số 1. Rồi, bây giờ mình làm từng bước ha. Mình sẽ làm từng bước. Rồi, ở đây nè, bình thường á, mình bỏ đây đi, mình trở về ban đầu. Cái nhu cầu của mình á, là khi mình click vào trong next, click vào thằng số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó, nghĩa là mình đang làm công việc là thay đổi cái current bay. Và mình muốn là cái current bay này, cái số bay này phải được đồng bộ lên trên này ha. Mình đã biết cách lấy gì rồi, lấy ra một cái bar RAM từ cái URL. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách mình set vô, đúng không? Mỗi lần gì? Mỗi lần mà nó rơi vào trong cái cây này đây, thì mình sẽ làm công việc gì? Mình sẽ làm công việc là gán ha, gán vô cho nó cái giá trị bay bằng bao nhiêu đó, dùng thông qua cái thằng URL set bar RAM này luôn. Rồi, mình sẽ copy cái này. Mình biết cái lấy ra rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái hàm ngược lại là hàm set. Set cái gì? Mình sẽ set cái bay. Đó, nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng current bay. Rồi, mình sẽ copy cái này xuống bên dưới. Bên dưới. Đó, như thế này. Rồi, bây giờ ha, chỗ này là URL guest. À, chỗ này phải là set nha. Sorry mọi người, chỗ này là set này. Tại vì gán vào mà. Rồi, gán vào xong rồi thì bây giờ làm sao? Mình làm sao mình đồng bộ được lên trên URL bây giờ? Ha. Bây giờ mình sẽ tận tạo ra một đường dẫn mới. À, đường dẫn của mình này bao gồm gì? Nó bao gồm cái phần phía trước, nó gọi là cái phần bus name của mình ha. Bây giờ mình lock thì mình coi cái này. Chỗ này mình sẽ lock ra cái thằng là lock ra cái chỗ này là window.location. Rồi, bây giờ qua kiểm tra trình duyệt. Trong cái thằng window location nó sẽ chứa rất nhiều giá trị ha. Nào là host name, href gì đó, bus name. Rồi gì nữa. Ở đây thì mình sẽ có thêm cái phần là cert này, nãy mình làm rồi nè. Bây giờ mình sẽ để cái phần batch name, nó sẽ bao gồm là category.html. Rồi ha. Ok, vậy thì bây giờ phải là lúc này cái đường link mới nó sẽ bằng cái batch name cộng với cái query string mới không? Ví dụ cái đường link hiện tại của mình là nó lấy từ batch name đúng không? Chấm gì? Chấm từ batch name. Đó. Batch name và nó cộng thêm gì? Nó sẽ cộng thêm với cái chấm hỏi. Và phía sau nó sẽ cộng thêm cái new gì? New query. Yeah, thì mình sẽ ra được một đường link mới. Đó, giữ cái cũ và cộng thêm cái mới nữa. Ha, lấy cái đường link phía trước, bash name phía trước, chấm hỏi rồi cộng thêm cái new query string. Vậy thì bây giờ chỗ này mình xuống như là xử lý ha, mình sẽ viết cho nó giống nhau trước đi. Giờ bay item đi, rồi những cái thằng này copy đây sau. Chỗ này nó sẽ bằng là mình tạo ra biến là new URL, nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là window.location. Chấm cái gì? Chấm từ bus name và cộng với gì? Cộng với cái chấm hỏi đúng không? Sau đó cộng thêm phía sau gì nữa, cộng thêm cái url bar ram chấm gì, chấm to string để mình chuyển sang cái query string. Đấy, bây giờ lock thử nha, mình sẽ lock thử cái thằng new url ra, mình kêu rồi kiểm tra nè, click vào số 2. Đấy, được nè, id 14 bay 2. Rồi xuống click thử nha, bay số 3. Đây cũng được, trường hợp tương tự. Đấy, vậy bây giờ tiếp theo mình đã có được cái đường link URL mới rồi thì bây giờ làm sao mình đồng bộ được cái này lên trên URL? Thì mình dùng một cái thằng ha, là một cái thằng history ở trong cái trình duyệt hỗ trợ. Rồi chấm gì? Mình sẽ chấm boost style. Cái này mọi người search thêm nha, search thêm giúp mình thằng này. Bây giờ mình chỉ với mọi người cách sử dụng thôi cho nó nhanh. Rồi, mỗi cái project, mỗi chức năng này kia thì ngoài cái việc mình hướng dẫn thì mình sẽ gợi thêm ý thêm những cái mới và mọi người sẽ dựa trên những cái chức năng này nè, những cái keyword này mình tìm hiểu thêm. Chứ không thể nào mình dạy hết toàn bộ lý thuyết ở trong cái video hướng dẫn như này. Cái này sẽ tập trung vào cái vấn đề xử lý logic, xử lý chức năng nha. Còn những cái khái niệm mới này thì mình hoàn toàn có thể search bất kỳ trên cái trang tìm kiếm nào và mình đọc rất nhiều viết ha. Có rất nhiều bài viết là giải thích về những cái này. Rồi, ở đây mình sẽ truyền vào cái thằng là null. Thứ hai mình sẽ truyền vào một giá trị rỗng. Và thứ ba mình sẽ truyền vào URL mới là new URL như thế này. Đấy, giờ chạy lại. Mình sẽ click vào trong cái chỗ bay số 2. Đây, ngay lập tức là cái phần bay được đồng bộ lên nè. Rồi, tiếp tục qua bên thằng số 3 ta thử. Chạy đúng không? Vậy thì bây giờ nè, toàn bộ cái đoạn này mình sẽ viết bên dưới chỗ có thằng next và reverse luôn. Copy xuống thử nha. Đưa vào thử. Rồi, chỗ này cũng đưa vào thử.
Rồi chạy thử ha. Mình sẽ sang cái trang Nest quay về đi ha, xóa này trước đi. Rồi mình sẽ xuống này, mình ấn Nest ra, đăng ra số 1 nha. Bây giờ mình Nest đó, sang bay 2 đúng không, kiểm tra thử đúng không, chính xác. Thì bây giờ này, cái đoạn code chỗ này bên dưới nó trùng nhau khá là nhiều, vậy thì bây giờ này mình sẽ tạo ra một cái hàm đi ha, thu gọn lại, viết một function mình gọi nó là sync ha, url hoặc là set đi, hoặc là s o update. Tại vì cái hàm set này nó sẽ cho phép mình cập nhật, nếu trường hợp chưa có nó thêm mới, còn nếu trường hợp mà đã có rồi thì nó sẽ tiến hành nó cập nhật. Và mình để là update url parameter. Rồi nó nhận bởi gì, nó cần biết được cập nhật cái thằng nào giá trị là gì đúng không, và thì mình gọi là, mình sẽ để là key và value. Bên trong này mình sẽ copy full cái đoạn code này vô đó, và chỗ này mình cần phải cỡ tạo ra thằng gì, url param đúng không, và mình lên mình copy dùm này. Đã. url param query string, rồi copy cái này vô, mình sẽ dán vào trong này. Đó, mình sẽ có một cái hàm ha, giúp mình cập nhật. Và chỗ này không phải là bay, mà là mình sẽ đưa cái key vào. Mình đến viết cái hàm này về sau mình có nhu cầu sử dụng, mình sử dụng lại luôn ha, không cần phải đi copy lại. Rồi bây giờ cái hàm nào sẽ gọi đâu, mình sẽ gọi ở ba vị trí này. Đó, truyền vào cái gì, truyền vào cái key là bay, và chỗ này sẽ là current bay, là cái giá trị mình cần set. Rồi copy xuống phía dưới, copy dán vào. Rồi bây giờ mình qua kiểm tra nó chạy đúng nha. Mình lít sang số 2 chạy được nè, rồi lít sang số 3 chạy được nè, rồi lít nét thử nha. Yes, chạy được luôn. Ok, vậy thì bây giờ nè, cái vấn đề tiếp theo còn lại là khi mình F5, ví dụ mình đang ở trang số 4 thì mình F5 cái thì nó vẫn là bay số 4 đúng không, thì chỗ này mình cũng phải được active bay số 4 và phải log bài viết của bay số 4 chứ không phải là bay số 1 như hiện tại. Thì bây giờ chỗ này mình lên trên này, mình điều chỉnh lại chỗ này, current bay nó sẽ lấy từ gì, bash in ở đây, và nó lấy từ cái thằng nào, nó lấy từ cái thằng là bay. Đó, bây giờ kiểm tra xem thử nha. À, lock ra nha, để mình lock ra cái current bay, mình sẽ xem thử. Đây, được số 4 và kiểm tra đến cuộc này F5 lại, thì rõ ràng đường link lúc này là limit 5 và bay 4 chứ không phải là bay 1 như ban đầu nữa. Và bây giờ mình thử làm công việc nữa ha, mình xóa cái thằng bay này đi coi nó có lỗi gì không. À, nó bị NAN đúng không, và nó lock tại số 1. Thực ra nó vẫn mặc định, nếu trường hợp mình truyền một giá trị không hợp lệ thì nó sẽ lock tại số 1 nha. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình xử lý luôn nha, nó kỹ nha, thì nếu như trường hợp mà nó bật in về, nó được về là not number nè, NAN tức là not a number, không phải số, thì lúc này mình sẽ tiến hành là mình chuyển mình sẽ gán giá trị mặc định cho này là số đúng không. Rồi kiểm tra này, là số 1, kiểm tra check ha, giả sử này yes, check NAN. Đây sẽ có một cái hàm ha, là hàm inn và truyền một cái giá trị, nó sẽ trả về true khi nào, khi nó là số, còn nếu trả về false khi nó không phải là số. Thì bây giờ nếu như trường hợp nó không phải là số đúng không, trả về là true nếu như không phải là số, còn trả về false nếu là số. Ok, vậy thì lúc này từ từ nha, convert value to a number before testing return true if value is not number, đúng rồi, kiểm tra nó phải not number hay không. Và chỗ này mình if inn, mình truyền vào cái gì, truyền vào current bay, nếu như nó không phải là một con số thì mình sẽ gán cho nó giá trị mặc định là 1 như thế này, bỏ đi, check lại. Rồi kiểm tra ha, bây giờ F5 thì lúc này ở bên phần network là mình thấy là đã bay là 1 đúng không, còn nếu muốn chắc ăn nữa thì mình lock cho mình coi luôn, lock ra cái phần current bay đó, chính xác. Yeah. Và khi mình thêm vào thử ra bay bằng 1. Rồi, hoặc là mình cố tình mình để cái bay bằng ABC thử coi. Đó, nó cũng mặc định coi như là 1 nha. Nếu cố tình nhập tầm 7 thì mặc định coi như là 1. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện được cái phần này rồi ha, để mình test lại một lần nữa chính xác coi nó ổn hay không. Rồi, chỗ này sẽ là nest. Rồi, đúng nè. Rồi, reverse chính xác nè. Auditable, rồi sang cái trang số 12. Rồi, nest tới trang số 13, rồi editable. Ok ha. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện được cái chức năng phân trang cũng như là đồng bộ được cái phần bay lên trên URL rồi ha. Rồi, về cơ bản là cái trang danh mục này của mình như thế này là tạm ổn rồi nha. Những cái phần khác như bên phía sidebar bên tay phải này, hiện tại mình chưa có API cũng như là mình chưa có ý tưởng nào cho cái khu vực này.
thì cái phần này về sau đợi mình có API hoặc là mình có ý tưởng gì mới mình sẽ thêm vào. Còn hiện tại với cái trang carry như này là mình đã hoàn thiện rồi. Thì bây giờ mình quan sát lại cái mã nguồn mình một xíu nha. Hiện tại mình thấy ở bên index này nó cũng sẽ có một cái đoạn gì à, cấu hình cái phần API này, rồi cấu hình cái phần về DayZ này, rồi có cái phần xử lý để render cái menu, đúng chưa? Đó, thì bây giờ những cái chỗ này nó bị trùng lặp code khá là nhiều, nên bây giờ mình phải tìm cách để mình chia nhỏ cái này ra ha. Những cái nào chung mình tách ra file riêng. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái file là file general, tức là cái file chung ha. Đấy, những cái phần chung mình sẽ copy qua là phần nào? Là phần này, đó, cái này là chung, ở file nào cũng có. Cắt qua luôn. Chỗ đây. Đấy, là cấu hình đó nha. Rồi, ở đây mình sẽ bỏ này. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái file nữa. Bây giờ qua này xóa trước đi ha, xóa này trước đi. Rồi, từ từ nó sẽ lỗi nha, từ từ nó sẽ chạy được. Rồi, bây giờ tạo thêm một cái file nữa là để xử lý riêng cái phần menu thôi. Để là JS. Menu JS, bây giờ mình sẽ cắt cái phần xử lý menu đưa qua. Để về sau những cái trang khác mình không cần phải copy đường code nữa, render menu mình sẽ để qua. Được qua đây. Rồi, phía trên này mình sẽ copy cái phần main menu element này ha, đưa qua. Rồi, lưu lại, đưa lên trên đầu. Đấy, general menu chia nhỏ rồi ha. Bây giờ mình thử kéo vào nha. À, coi thử kiểm tra lại đã sửa chưa. Rồi, cắt bớt, à xóa luôn phần này luôn. Rồi, phần menu này cũng bỏ luôn. Đó, tại mình đã tách ra phần menu rồi. Chỗ này mình sẽ vô trong index xuống phía dưới nha. Trước khi mình kéo index thì mình sẽ kéo cái thằng menu trước. Đó, rồi copy cái dòng này qua. Đưa qua thằng carry. Xuống dưới tiếp tục. Đây, mình sẽ copy ra. Sửa này thành là menu. À, bị thiếu gì nhỉ? Sorry, bị thiếu cái phần general đó nha. Thiếu general trước, tại phần cấu hình trước nè. Rồi tới menu, rồi tới carry. Tương tự, bên thằng index cũng phải sửa lại ha, bổ sung vào. Nhớ là những cái file này do mình tự code nên mình phải để sau thư viện nha. Tại vì trong cái file mà general này có xài đến cái thằng là cấu hình cái thằng ICS và thằng DayZ. Nên hai cái thư viện này phải để ở trên. Rồi mới tới thằng general này. Kiểm tra lại code bên điều kiện. Rồi ra đăng chủ thử nha. Đây, menu mình đang để index này, ra đăng chủ được nè. Rồi, mình vô trong thế giới. Rồi, vẫn lock được bình thường. À, bài viết nó hơi nhiều nha. Cái chỗ này giao diện nó xấu, về sau mình xử lý. Mình sẽ xử lý cái này sau. Tạm thời bây giờ chỗ này là ổn rồi. Ok, vậy là mình đã chia nhỏ được file này. Mình tách ra quản lý cho nó dễ nha. Đó, cái này là những cái phần mà trang nào cũng có này. Rồi menu thì trang nào cũng sẽ có. Nên tách nhỏ ra và mình kéo nó ở trong cái file index. À, trong cái file HTML. Về sau chỉnh sửa cái gì mình vào trong hai cái file này mình sửa. Không bị ảnh hưởng vào những file khác. Rồi, ok, bạn đã optimize thành công được phần này ha. Bây giờ mình đặt cho mọi người một tình huống như thế này. Ví dụ như trường hợp là mình sẽ bỏ cái phần ID đi. Enter. Thì ở đây mọi người thấy giao diện sẽ bị trống đúng không? Và nó trống trơn này, nó không có dữ liệu gì hết. Giờ mình kiểm tra thử có lỗi gì không nha. Trên console nó sẽ báo lỗi cho mình như này. Đó, tại vì sao? Tại vì lúc này cái API mình gọi là yêu cầu phải có gì F5 này nè. Đấy, lúc này cái API nó gọi nó sẽ không có kèm gì. Đó, ngay chỗ cái phần gì? Ngay chỗ cái phần ID nè, category ID ấy, nó sẽ bị gì? Nó bị NaN đúng không? Thì nó gọi lên nó sẽ báo lỗi. Đây, hiện tại đang báo lỗi là lỗi gì đây? 404 not found đúng chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ mình cần phải handle được cái lỗi này, sau đó tiến hành là mình xử lý theo cái ý của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô này kiểm tra. Có hai cách nha. Một á, là mọi người sẽ vào trong cái phần là đây, vô trong cái phần carry. Tắt bớt đi ha. Rồi ở đây mình có thể là mình kiểm tra ngay trực tiếp ở đây luôn. Đây, vô mình kiểm tra nếu như cái inn rồi mình truyền à chỗ này sẽ là ID đúng không? Nếu như nó không phải là số thì lúc này mình xử lý mình dùng mình chuyển hướng nha, window.location. Lock đi ha, để lock ra đi. Lock ra kiểm tra này. Rồi, mình nghĩ là không hợp lệ như vậy. Rồi, mình qua đây. Đây, nó báo rằng không hợp lệ này. Hoặc là mình sẽ thêm vào ha, mình cố tình thêm ID vào. Nhưng mà mình để một cái giá trị, ví dụ như là một số rất là lớn như này. Rồi, nó cũng sẽ báo là not found. Mặc dù đường link vẫn có con số ra đây, nhưng mà lúc này nó không có carry này nên nó báo not found. Rồi, tiếp theo, mình nhập vào ABC. Nó cũng sẽ báo lỗi not found đúng không? Và thì rõ ràng là lúc này mình truyền không đúng, mình không truyền hoặc là mình truyền không đúng giá trị phù hợp thì nó cũng sẽ báo not found như thế này. Và thì bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn. Đấy, nếu như trường hợp gì nó không hợp lệ thì mình sẽ tiến hành là mình chuyển hướng window.location.hrep
Rồi, mình sẽ chuyển nó về cái trang là trang index. Chấm HTML. Đây. Rồi, khi mình lưu lại thì tự động nó sẽ đẩy về ra ha. Index, à nó báo lỗi đúng không? Mình sẽ đẩy về trang ngoài cùng này. Test lại. Mình sẽ click vào trong cái phần là thế giới. Rồi, log bình thường đúng không? Bây giờ mình sẽ sửa này. Mình để là ABC, Enter cái. Đấy, nó check lỗi và nó đá mình về cái trang nào. Đá mình về cái trang chủ. Rồi, vô đây. Mình để một cái giá trị hoặc là mình không để luôn cũng được. Đấy, cũng bị đá về. Đó, rõ ràng mình đã kiểm soát được cái phần lỗi rồi ha. Đó là cái cách thứ nhất. Thứ hai là mình không dùng cách này. Thì hiện tại đó, khi mình truy cập vào này, mình vô. Mình xóa đi để nó bị lỗi. Đấy. Thì trong này nè, nó sẽ báo ra lỗi đúng không? Thì cái lỗi này nè, nó sẽ nằm ở cái phần cache của cái thằng API. Đây, lúc trước mình đã xử lý rồi đúng không? Mình có cái đoạn là den á, nhưng mà hồi trước mình chưa có xài. Bây giờ trong này nè, mình có API get này rồi chấm den. Thì trong cái phần ICS á, đây quay lại mình coi nha. Mình vào trong ICS GitHub nè. Rồi vào trong chỗ này. Đó, xuống cái phần ví dụ bên dưới nha. Example đó rồi, đây. Ngoài cái phần đen này tức là handle khi mà mình thành công thì nó sẽ có phần catch handle khi mình bị error nha. Yeah, vậy mình sẽ copy phần này vô. Mình để nó nằm ở phía sau thằng đen này, đây là get nè, đen nè, bỏ dấu phẩy đi, dán nó vào, bỏ máy làm xíu. Rồi, bây giờ mình log error rồi mình xem nha. Đây. Và trả. Em nằm. Đó, dòng số 98 nó đang log ra cho mình cái error như thế này. Thì bây giờ ở đây mình sẽ không cần quan tâm cái error là cái gì cũng được. Ha, không cần phải xem error là cái gì cũng được, miễn sao mà nó vào trong cách tức là nó đang bị lỗi thì mình sẽ viết một cái dòng là window.location rồi .href nó sẽ bằng là index.html. Rồi bây giờ mình qua mình test thử. Đấy, bây giờ mình click vô nè, thế giới log bình thường đúng không, bây giờ sửa ABC enter cái bị chuyển về cái trang chủ ha. Rồi vô lại mình sẽ tiến hành là mình xóa cái đi luôn, enter cũng sẽ handle được cái gì, cái trường hợp bị lỗi. Ok chưa? Vậy là mình hoàn thành được cái vấn đề về cache, bắt được cái lỗi này cũng như là xử lý chuyển về trang chủ. Nói chung chuyển về trang chủ hay chuyển về một cái trang nào đó tùy ý mọi người nha. Thường thường mình sẽ cho nó về trang chủ đi, không cần show lỗi cũng được. Chưa? Yeah. Rồi, ok.